khuôn mặt tươi vui mỉm cười, lưỡi chạm vào miệng trên, tăng thể lực 50 lần hoặc 30 lần để tốt, lên nhu xuống nhanh. Rồi, giờ có phải hướng dẫn chúng ta 30 lần vẩy tay dịch cân kinh. Thức thứ nhất, bây giờ chúng ta thiền đứng thở tự nhiên. Năng lượng tràn hòa giữa đất trời, bàn tay ấm nóng, người rất là ấm nóng. Bài này chúng ta tập hàng ngày, buổi sáng buổi chiều rất là tốt cho sức khỏe. Thở tự nhiên, không kinh mạch. Chân thứ hai, tay ngửa, tay đi lên này. Áng mua và út lên thang một chút, xuống tay sắp, xuống thở nhanh. Lên ngửa xuống sấp. Khuôn mặt tươi vui, tinh hóa khí, khí hóa thần, thần vượng thì mặt nó sẽ rất là vui vẻ, hạnh phúc, tràn ngập bình an, hoan hỷ trên khuôn mặt của chúng ta. Đấy, thầy đang tập giữa thiên nhiên đất trời, giữa cảnh thiền rất là thanh tịnh. Chúng ta tốt nhất nên tập ở những không gian này, hoặc tập ngoài trời rất là tốt ạ. Nên tay ngửa xuống thấp, lên chậm xuống nhanh, chủ nối liên tục. Thông kinh mạch, thông cho hai lòng bàn chân của chúng ta. Chúng ta không cần bấm đầu ngón chân nữa. Khi chúng ta chuyển gối này, đầu ngón chân tự bấm, lòng bàn chân tự động được xoa bóp, dũng tuyền được thông, gan thận đều được thông. Rồi, chúng ta thiền đứng trước khi bắt đầu vào chiêu số 3. Tôi cảm thấy người nó ấm nóng vô cùng. Chiêu số 3, đứng trên đầu ngón chân, nghiêng người ra về sau một chút. Đập tay như ném đá. Đứng trên đầu ngón chân nghiêng về sau. Nghiêng đầu ném đá về phía trước. Khai thông cho vùng kinh mạch ở vùng thận, thắt lưng. Người rất là khỏe, tràn đầy sức sống. Giờ cũng làm 30 lần. Rồi, chúng ta thiền đứng. Bây giờ toàn thân tôi cảm thấy ấm nóng vô cùng, người rất là nóng ạ. Thức thứ tư, ta sẽ cúi xuống một chút, tay của chúng ta sẽ phóng xuống. Đấy, thức này thông 10 đầu ngón tay, thông kinh mạch, da dẻ hồng hào và mát lên. Đây chúng ta có thể nhìn rõ đây. Tay đang cứ lên rồi thắng tay xuống như động tác cấy lúa, ta sụn rất là cao. Thiền đứng, tập được 4 thức dịch cân kinh này, 15 phút thôi mà toàn thân nó rất là sảng khoái nhẹ nhàng, người nó rất là khỏe rồi. Nào chúng ta có thể tập dịch vẩy tay dịch cân kinh, xong chúng ta tập dịch cân kinh luôn, hoặc là chúng ta tập khởi động trước rồi mới đến dịch cân kinh. Đó, khởi động rồi vẩy tay rồi dịch cân kinh. Bây giờ thầy Quốc Thành hướng dẫn tiếp chúng ta chiêu bài dịch cân kinh 3 thức trị bệnh. Bài này thì khai mở hết lỗ thủng cổ này, cuộc sống này.
và vỗ gồm tâm, phế, thận. Giúp chúng ta nó rất là khỏe thận, chữa đau lưng, mỏi cổ. Nhá, xoay sang trái, xoay sang phải, một tay vỗ ngực, một tay vỗ ngực thận. Chúng ta xoay cổ về sau 45 độ, nhìn về phía sau. Xoay người trước và sau, khi nào chóng mặt thì chúng ta không nhìn về phía sau nữa, chúng ta chỉ nhìn ngang này, đấy, hoặc nhìn về phía trước cũng được. Đấy, bây giờ tôi bắt đầu nhìn ngang. Một tay vỗ vào của tâm phế, một tay vỗ vào thận, chữa tất cả bệnh tim này, bệnh phổi này, bệnh thận, yếu đau lưng. Rồi, thầy Phúc Thành hướng dẫn chúng ta xong chiêu thức số đầu tiên, chiêu thức số 1 của quẩy tay dưới cái ba thức. Bây giờ chúng ta đứng thiền đứng 30 giây. Thiền đứng chúng ta để đứng bình thường này, hoặc chúng ta chùn gối xuống để tốt cả. Với chùn gối thì công năng mạnh hơn. Chùn gối này kết nối giữa chân và mặt đất, khí huyết nó dồn xuống bàn chân, nó rất là nóng, tựa như đang được ngâm chân nước ấm vậy. Ta có thể đứng chùn gối xuống nghỉ 30 giây, 1 phút. Những lúc nghỉ này chính là những lúc chúng ta đang thư giãn và thu hút năng lượng rất là mạnh. Rồi, thức số 2 của bảy tay sẽ tiến thêm 3 thức trị bệnh. Ở đằng trước chúng ta chùn gối, ra phía sau nổi mình lên. Một tay vỗ vai gáy, một tay vỗ vào vùng thận, tuần hoàn cho vùng vai gáy này, tuần hoàn cho vùng thận. Ai đau mỏi vai gáy này, người đau lưng thận yếu, tập bài này rất là khỏe, rất là tốt các bạn nha. Chùn gối này, ra phía sau gối chân đấy. Cổ nhìn phía sau 45 độ, tuần hoàn hết đốt sống cổ. Ai bệnh quá đốt sống cổ này, các bệnh về cuộc sống này, chúng ta tập bài này hàng ngày rất là khỏe. Phía sau 45 độ. Khi nào chóng mặt thì chuyển sang vùng ngang. Tôi đang tập giữa khung cảnh thiên nhiên đất trời, nó rất là hùng vĩ. Đằng trước thì là những dãy núi lớn, đằng sau thì là ngôi chùa thiền viện. Chúng ta có thể tập ở những nơi như thế này thì công năng, năng lượng đất trời là cao nhất, tác dụng chữa bệnh là cao nhất. Hoặc không cũng nên tập ngoài trời ở ban công, trong nhà cũng được, tác dụng sẽ ít hơn một chút. Hơi thở hoàn toàn tự nhiên. Rồi, chúng ta đứng thở. Dòng chiêu số 2 của quẩy tay thì gắn trên 3 thức trị bệnh. Chiêu thứ 3, ngón tay cái chạm ngón áp út, thông cho đường tinh đan tiêu, thông hòa cơ thể, nó rất là khỏe. Nào, chúng ta đứng trên đầu ngón chân, nghiêng người về trước này, ra phía sau, tay quặp phía sau, ngón chân nó hướng lên. Đấy, ra phía sau đặt cái ngón chân lên. Đứng trên đó là ngón chân nghiêng người, ra phía sau đặt ngón chân lên. Bài này chúng ta phải làm 30 lần hoặc 50 lần. Tác dụng nó rất là sâu sắc, tuần hoàn cho tất cả ngón tay, ngón chân. Người nó tỉnh táo một cách kỳ lạ, rất là đặc biệt.
Nhớ tay lên là phải ngang với tầm vai, đừng để cao này. Ngang tầm vai và chúng ta bật cái tay này lên. Đấy, thông qua cho vùng kinh mạch ở đây. Rồi, chúng ta xem chiều ngang. Rồi, xong ba thức quẩy tay dưới căng kinh, chúng ta thiền đứng thở bình thường. Rồi, tiếp theo thầy Phúc Thành sẽ hướng dẫn cho chúng ta cái bài kỳ công cơ xương khớp, bài kỳ công của môn phái của thầy, môn phái Giao Long Bộ Đạo, kỳ công Giao Long Bộ Đạo, công hòa toàn bộ cơ xương khớp của chúng ta nhé, tất cả khớp vai, khớp cổ. Xong bài đấy chúng ta đến bài 12 thức dịch căng kinh. Đó. Đầu tiên chúng ta để tay này. Đó. Bàn tay nó sẽ hướng lên trên. Tay hướng lên trên này. Xoay cổ vừa là. Rồi xoay ngược lại. Cũng 10 lần. Đó. Rồi. Chúng ta sẽ thông hoạt cho vai gáy, tay này từ phía sau ra đằng trước. Hít mũi. Thở miệng. Hít. Thở. Rồi, bây giờ ngược lại từ trước ra sau. Thông hoạt vai gáy. Bài kỳ công cơ xương khớp, hít mũi này, hít đứng trên các ngón chân, thở miệng, hạ xuống. Rồi chúng ta thiền đứng thả lỏng cơ thể, thở tự nhiên. Tiếp theo hít vào, tay trái ngửa ra, xoay hướng sau, 1, 2, 3, về trước thở miệng, hít, tay phải ngửa ra, 1, 2, 3, về trước thở miệng, bài này thông hoạt cuộc sống, 2, 3, thở, hít, 3, thở, hít, 1, 2, 3, thở, một hai ba thở, hít vào ép phần eo lườn, nhón gót của chân trái lên, xoay ra bên trái, một hai ba thở miệng, hít bên phải, một hai ba thở, hít 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 một hai ba thở miệng. Thức tiếp theo tập vào cho vùng thận khí, tay của chúng ta để này, đó, hít vào nghiêng về phía sau, chúng đầu gối xuống một chút, một hai thở miệng hai lần. Một hai thở, một hai thở, một hai thở, hít một hai thở miệng, thở miệng hai lần. Rồi chúng ta đứng thiền. Chúng ta có thể khởi động cái phần khớp háng của chúng ta, cho khớp háng này trong ra ngoài. Đó. Trong ra ngoài. Rồi, 10 lần, sau đấy chân bên cạnh, chân còn lại cũng mút như vậy. 10 lần.
Rồi từ ngoài vào trong. Rồi rồi bạn. Rồi chúng ta xoay đầu gối trong ra ngoài, khởi động khớp đầu gối. Ngoài vào trong.